khi mà được học giáo dục giới tính thì em đã nắm dần được cái kiến thức và cũng như là cái cách phòng chống hơn, thì nó giúp em biết thêm về cấu tạo cũng như là chức năng của cơ quan sinh sản nam và nữ. Em cũng hiểu rõ hơn về cái chu kỳ kinh nguyệt của bản thân, đồng thời cũng như là biết cách vệ sinh bản thân hơn, chăm sóc bản thân hơn. Theo tôi thấy thì ở cái chương trình này đưa vào cũng có cái bổ ích cho học sinh, ví dụ các em có thể là nhận biết được cái cơ thể của bản thân mình, rồi các em cũng có thể được nhìn nhận về là cái sự khác biệt giữa giới nam và giới nữ để có cái sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.